Xá lợi tử, tất cả pháp môn Đà La Ni là vô lậu cũng không tan mất, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là vô lậu cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ là vô lậu cũng không tan mất, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là vô lậu cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu là vô lậu cũng không tan mất, bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là vô lậu cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa là vô lậu cũng không tan mất, độc giác thừa, đại thừa là vô lậu cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, các pháp là vô nhiễm cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là vô nhiễm thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện, pháp nào là vô nhiễm cũng không tan mất? Thiện hiện đáp, xá lợi tử, sắc là vô nhiễm cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn xứ là vô nhiễm cũng không tan mất, nghĩ tỷ thiệt thân ý xứ là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, sắc xứ là vô nhiễm cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn giới là vô nhiễm cũng không tan mất, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới là vô nhiễm cũng không tan mất, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới là vô nhiễm cũng không tan mất, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới là vô nhiễm cũng không tan mất, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới là vô nhiễm cũng không tan mất, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới là vô nhiễm cũng không tan mất, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới là vô nhiễm cũng không tan mất, thủy hỏa phong không thức giới là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ là vô nhiễm cũng không tan mất, thánh đế tập diệt đạo là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh là vô nhiễm cũng không tan mất, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội là vô nhiễm cũng không tan mất, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là vô nhiễm cũng không tan mất. Hết quyển thứ 68.